Nông dân xin chào, tuần này sẽ đến với tỉnh Bình Phước để gặp gỡ nông dân Đặng Dương Minh Hoàng. Sau khi hoàn thành chương trình kỹ sư tại Pháp, anh Hoàng trở về quê hương và tiến hành áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất nông sản tại trang trại rộng 50 hectare của mình. Hiện tại, sản phẩm của trang trại đã có mặt ở các siêu thị, cửa hàng lớn, được nhiều khách hàng lựa chọn và tin dùng. Với tiêu chí cùng người nhân công phát triển sinh kế bền vững và khát khao đưa nông sản Việt Nam ra thị trường thế giới, anh Hoàng đã từng bước đi đến thành công như thế nào? Mời quý khán giả đón xem tập 32 chương trình Nông Dân Xin Chào được phát sóng vào lúc 19h15 phút thứ tư ngày 10 tháng 8 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.